kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi mà cái nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung khiến cho du khách e dè ngại ngần, thì thời tiết cuối tuần ở tại vùng biển Vũng Tàu của Nam Bộ lại khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Những cơn mưa xuất hiện về thời điểm cuối ngày không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động vui chơi khám phá ngoài trời. Còn ban ngày trời nắng đẹp với nền nhiệt độ lý tưởng cho các hoạt động tắm biển. Đặc biệt là biển Suối Ô nằm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những bãi biển hiếm hoi ở Việt Nam, vừa có nước ngọt và nước mặn. Suối Ô hiện ra rộng ngút ngàn với hai làn nước xanh ngăn ngắt cách bởi triền cát trắng xóa, trong đó là một cửa biển, một sông nước lợ, người dân gọi là Suối Ô, còn lại là biển. Nhìn ra khơi thì biển Suối Ô hoang sơ, xanh ngắt với những chiếc thúng và thuyền đánh cá nhỏ, lênh đênh ở trên biển. Tùy theo mùa mà nước suối có vị ngọt hoặc là lợ do pha lẫn nước biển. Đến đây thì người ta cứ đội hành lý lên đầu và lội suối để ra biển. Bất tiện nhưng mà ai nấy đều cảm thấy vui vì được đến một địa danh có địa hình lạ và không kém phần thú vị này. Ngoài ra, du khách tha hồ thưởng thức hải sản tươi sống mua tại các thuyền chài lúc vừa cập bến, cũng như tham quan thưởng thức cảnh đẹp ở các khu lân cận như là suối nước nóng Bình Châu, biển Hồ Cốc thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài Vũng Tàu thì những điểm đến khác thuộc Nam Bộ cũng tạo điều kiện cho du khách tham quan khám phá khi mà thời tiết những ngày cuối tuần chủ yếu có nắng ráo với nền nhiệt độ phổ biến 32 đến 35 độ. Tuy nhiên, du khách nên kết thúc hành trình khám phá ngoài trời trước thời điểm 14-15 giờ chiều để tránh nguy cơ gặp gió giật mạnh hay là sấm sét trong những cơn mưa dông diện rộng vào lúc chiều tối. Tương tự, Nam Bộ, Tây Nguyên cũng có mưa dông vào chiều tối với mức nhiệt thấp nhất ban đêm ở khoảng 21-24 độ. Tuy nhiên, thời điểm sáng cho đến 14-15 giờ chiều, trời có nắng đều, tiết trời tạnh ráo nên cũng khá thích hợp cho du lịch. Riêng khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện nắng nóng vài nơi, nhưng mức nhiệt cao nhất ngày cũng chỉ xấp xỉ khoảng 35 độ. Bên cạnh đó, thì du khách nếu thích vẫn có thể ghé thăm các tỉnh từ Bình Thuận trở ra đến Khánh Hòa, vì tuy thời tiết cũng có nắng nóng gay gắt, song cường độ thì đỡ hơn so với các tỉnh khác ở miền Trung, nên nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 37 độ. Tuy vậy, các hoạt động ngoài trời vào thời điểm giữa trưa cũng cần được hạn chế để tránh những tác hại của ánh nắng chói chang. Trong khi đó, các tỉnh từ Phú Yên ngược ra Thanh Hóa lại có nắng nóng khá gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt độ phổ biến là 37 cho đến 39 độ, thậm chí nhiệt độ còn tiếp tục tăng đến 40 độ trong những ngày đầu tháng 7. Trong đó, khu vực miền núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 40 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 8 tháng 7. Riêng nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ duy trì liên tục từ 30 tháng 6 đến hết ngày 4 tháng 7. Thời tiết hoàn toàn bất lợi cho du lịch. Thời điểm nguy hiểm nhất vẫn là từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều. Du khách không nên tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài trời trong khung giờ này để đảm bảo sức khỏe cho mình. Ra tới Bắc Bộ thì nắng nóng sẽ gia tăng từng ngày do vùng áp thấp nóng phía Tây nhanh chóng hoạt động mạnh trở lại và mở rộng về phía nước ta. Trong 3 ngày tới thì nắng nóng cũng khá gay gắt và diễn ra diện rộng. Vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ có mức nhiệt độ phổ biến là 37 đến 39 độ, thậm chí có nơi còn trên 39 độ. Theo nhận định thì đợt nắng nóng này được xem là gay gắt nhất từ đầu mùa hè tới nay tại Bắc Bộ. Dự báo tình trạng này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 5 tháng 7, gây bất lợi cho các hoạt động du lịch và dân sinh. Đặc biệt là quý vị tránh ra ngoài vào khung giờ từ 10 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều vì nhiệt độ liên tục duy trì trên 35 độ sẽ khiến cho chúng ta dễ bị say nắng, đuối sức và đột quỵ, nguy hiểm đến sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và sau đây là phần dự báo cho các thành phố du lịch trong 24 giờ tới.